Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu và trực tiếp Asian Cup ngày hôm nay, ngày 20 tháng 1, thì người hâm mộ bóng đá của Việt Nam cũng như là khu vực Đông Nam Á sẽ hướng cái sự chú ý của mình ở cái trận đấu có đại diện của khu vực Đông Nam Á tham gia, đó chính là Malaysia. Và trước khi đến với lịch thi đấu cụ thể của ngày hôm nay, quý vị và các bạn có thể ủng hộ Thuật Thể Thao bằng cách bấm like và subscribe kênh YouTube Thuật Thể Thao để nhận những cái tin tức mới nhất và thông tin mới nhất liên quan tới bóng đá Việt Nam và bóng đá quốc tế được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch thi đấu Asian Cup ngày hôm nay, ngày 20 tháng 1, thì sẽ diễn ra hai trận đấu. Vào lúc 18:30, Jordan sẽ đối đầu với Hàn Quốc, và vào lúc 21:30, Bahrain sẽ đọ sức với Malaysia. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi điểm qua một chút về các trận đấu này. Thì hiện tại Jordan đang dẫn đầu bảng E với 3 điểm. Trong khi đó thì Hàn Quốc đứng thứ 2 cũng với 3 điểm, nhưng mà Jordan đang hơn về hiệu số khi là dương 4 với lại dương 2. Ở cái lượt trận đầu tiên ấy, thì Jordan đã có một chiến thắng có thể nói rằng là rất là thuyết phục trước Malaysia. Trong khi đó thì Hàn Quốc đã gặp rất nhiều khó khăn để đánh bại được Bahrain. Vì vậy ở cái trận đối đầu trực tiếp này, thì sau cái màn trình diễn nó không thực sự tốt trước Bahrain, thì Hàn Quốc sẽ phải chứng minh cái năng lực của mình bằng việc là đánh bại Jordan để mà leo lên cái vị trí dẫn đầu, qua đó giành cái vé sớm để mà đi tiếp. Thì chúng ta biết rằng là Jordan là cái đội bóng mà để mà so sánh về mặt trình độ thì đương nhiên là không thể nào so sánh được với Hàn Quốc rồi, vì cái giá trị đội hình cũng như là phong độ và nhiều cái yếu tố khác nữa thì đương nhiên sẽ không bằng được Hàn Quốc. Tuy nhiên thì chúng ta cũng cần lưu ý rằng ở cái giải đấu hôm nay thì sẽ đã có một số những cái bất ngờ xảy ra khi những đội bóng yếu đã gây ra khó khăn cho những cái đội bóng mạnh hơn. Và đặc biệt như trong ngày thi đấu ngày hôm qua thì Indonesia sau 7 năm không thắng trước đội tuyển Việt Nam thì hôm qua họ đã có được chiến thắng rồi. Đấy. Và trường hợp của Iraq cũng như vậy. Iraq thì có cái chuỗi trận thi đấu rất là bết bát trước Nhật Bản trước khi đối đầu với trận đấu ngày hôm qua, nhưng mà Iraq đã có chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản, một chiến thắng rất là thuyết phục trước đội tuyển Nhật Bản. Thì đó là cái lý do mà Hàn Quốc sẽ phải e ngại và sẽ phải đề cao cảnh giác trước Jordan, bởi vì đội bóng này chơi phòng ngự phản công cũng rất tốt. Nếu như mà họ phòng ngự tốt thì Hàn Quốc cũng sẽ gặp khó khăn đấy. Trong cái lịch sử đối đầu của hai đội bóng này thì Hàn Quốc đang có cái thành tích đối đầu tốt hơn khi mà có được 3 chiến thắng và 2 trận hòa trong 5 lần so tài gần nhất. Và nên nhớ rằng những chiến thắng của Hàn Quốc trước Jordan cũng chỉ là những chiến thắng xít sao là 1-0 thôi. 3 trận đấu chiến thắng với tỷ số 1-0 và 2 trận hòa, 1 trận hòa 2-2 và 1 trận hòa 0-0. Thì ở trận đấu này thì cá nhân thời gian đánh giá sau lượt trận đầu tiên chơi không tốt thì Hàn Quốc sẽ trở lại. Mà mình nghĩ rằng ở trận đấu này nếu như Hàn Quốc chơi tốt thì đội bóng này hoàn toàn có thể giành được 3 điểm với một cái chiến thắng nó xít sao hoặc là cách biệt 2 bàn được. Trong khi đó thì ở trận đấu còn lại giữa Malaysia với Bahrain là một trận đấu mang tính chất là then chốt đấy. Bởi vì nếu như đội bóng nào mà giành thắng được trước đối thủ của mình thì khi đó sẽ có 3 điểm, và cái 3 điểm này nó sẽ giúp ích rất nhiều cho họ khi mà cạnh tranh cái tấm vé đi tiếp ở bảng đấu này. Vì ở cái bảng đấu này thì khi mà Jordan đã có 3 điểm trước Malaysia và đang dẫn đầu rồi với hiệu số dương 4 ấy, thì khi mà gặp Hàn Quốc, trong trường hợp mà Jordan thua Hàn Quốc thì chăng nữa thì họ vẫn có thể có được cái lợi thế nhất định. Và lượt trận này thì Bahrain với Malaysia sẽ buộc phải giành chiến thắng, và đặc biệt là Bahrain, nếu như Bahrain đánh bại được Malaysia thì sẽ tiễn Malaysia loại luôn. Đấy, cho nên là trận đấu cuối Bahrain với Jordan gặp nhau thì sẽ tranh cái vé đi tiếp, và biết đâu đấy hòa nhau thì sẽ có cái suất thứ ba thành tích tốt nhất nữa. Thì đây là trận đấu mà mình đánh giá là Malaysia vẫn bị đánh giá thấp hơn một chút so với Bahrain, thì sau trận thua rất là bạc nhược trước Jordan ở trận đấu trước, thì mình nghĩ rằng ở trận đấu này Malaysia sẽ phải rút kinh nghiệm để mà chơi tốt hơn. Nhưng với cái cách đá của Malaysia mình nhìn thấy thì nó cũng không thấy có được một cái gì đó nó tươi sáng cả đấy, cho nên là mình đang rất e ngại cho Bahrain ở trận đấu này. Thì trong cái lịch sử đối đầu của Bahrain với Malaysia ấy, thì Malaysia trong 7 lần so tài gần đây với Bahrain thì chưa thắng được trận nào cả, thua 4 và hòa 3. Đấy, trong 2 lần so tài gần nhất vào các năm 2013 và 2022 mới đây thì đều thất bại với tỷ số 0-1 và 1-2. Do đó thì ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn đánh giá là Malaysia sẽ rất khó thắng được Bahrain ở trận đấu này. Nếu như mà làm tốt nhất của mình thì khả năng Malaysia sẽ có trận hòa mà thôi. Còn mình thì mình đang nghiêng về một kết quả mà Malaysia sẽ thất bại ở trận đấu này.
Đó là những dự đoán của thủ thể thao về trận đấu, hai trận đấu diễn ra trong ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có dự đoán gì về kết quả của trận đấu này thì hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Một lần nữa cho thủ thể thao xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một ngày mới, một ngày cuối tuần thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ thủ thể thao trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.